dịch rồi, qua dịch rồi về em ra tôi đi bán bây giờ đi giờ bỏ tôi đi. Rồi áo cái khăn đi, mình xem có khăn không. Đọc cái câu tiên tiên. Cuộc nó phải mặc áo hả cậu? Không, vợ. Rừng cao vậy. Ủa cái nào vô kỳ vậy? Nha, mai mốt rồi nè. Đồng không là thủ hay là xin lỗi anh Sơn, em xin lỗi anh Sơn. Anh là chút xíu thôi nha. Em xin lỗi nha. Anh nhảy cái kia không nhảy. À lên xuống lủng á. Có miếng mút này rồi lót anh. Rồi hả? Để vô. Để vô nữa. Dở chưa? Dở tất nhiên cái miếng ngay cho. Đi vô cái quay rồi, chảy ra đây xíu. Để quay xíu đi. Để quay xíu đi. Đấy. 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 Rồi. Rồi. Rồi giờ tắm điện xong rồi, bây giờ anh em đưa đi thiêu nha cả nhà. Tất cả này giao lại cho anh Sơn với lại mang team đi thiêu. Rồi hỗ trợ cho cô 2 triệu với lại lo tiền thiêu luôn đi. Rồi ok anh. Tại rồi. Vì cô còn có 190.000 trong túi à. Dạ nha. Rồi ok. Với lại coi hỗ trợ cô đi nha team nha. Dạ ok. Rồi ok cả nhà theo dõi hành trình của team với lại Sơn tiếp tục để mà đưa chú đến là thiêu. Giờ Trọng Thuận về cùng anh Hồng với lại anh Tèo về lo cái khác rồi nha cả nhà. Rồi Trọng Thuận xin phép tạm máy bay tại đây đi nha cả nhà. Nhớ theo dõi nha cả nhà, theo dõi mang team. Rồi xin chào cả nhà, thì nãy giờ anh Thuận đã hỗ trợ anh lai vào mắt em chạy mắt. Hồi nãy lên hơi sơ sót tí, nó cắn nó chảy máu mắt tí nha. Thì em sẽ đi với cô ca này, thì nãy cho em làm cho anh Trọng Thuận cũng đã tâm sự với cô và chia sẻ với câu chuyện của cô để cho mọi người nghe.
thì xin mời quý vị khán giả cùng đồng hành với Mang Tim và anh Sơn đi đưa chú đi thiêu nghe cả nhà, tới lò thiêu. Thì bữa nay mình sẽ đi thiêu lò thiêu Bình Hưng Hòa rồi, chảy máu luôn rồi, cắn cái áo quan chảy máu luôn, máu mắt luôn rồi, máu luôn. Wow, xong. Rồi xin mời quý vị khán giả và các mạnh thông quân cùng đồng hành với Mang Tiên và anh Sơn nha. Bây giờ đường quay ra đường nó nhỏ xíu à. Đó. Thì mọi người cũng thấy rồi đó, vợ chồng giờ chỉ còn lại cô thôi, chú đã đi rồi, thì mong rằng cô sẽ cố gắng vượt qua cái những gì khó khăn trước mắt và còn phải lo cho sức khỏe của mình nữa. Cô cũng đang bị bệnh trong người, thì rất mong quý vị khán giả và các mạnh thường quân cùng chia sẻ những buồn nỗi buồn này với gia đình của cô nha. Rồi, kính thưa quý vị khán giả, thì giờ Mang Tim và anh Sơn cũng đã gần tới lò thiêu Bình Hưng Hòa nha cả nhà. Còn khoảng 10 mét nữa thôi là đã tới lò thiêu. Ở bên tay phải của mọi người là lò thiêu. Để em xuống trước ha. Đưa giấy tờ em. Đây là lò thiêu Bình Hưng Hòa nha cả nhà. Đã có đăng ký rồi anh. Dạ đúng rồi. Đây à. Rồi vô lên đại luôn đi anh. Rồi lên đại luôn đi anh. Chạy lên đại luôn. Rồi sẽ cho xe lên đại luôn nha mọi người. Lên đài xong xuôi đưa chú xuống rồi sẽ dắt cô xuống làm thủ tục để thiêu cho cô. Đây thì lò thiêu này thì mọi người cũng không xa lạ gì mấy, thì hồi đó là do tình hình dịch bệnh đó, nên người ta không có thiêu, nên các anh em phải đi thiêu xa. Bây giờ dịch bệnh cũng đã ổn rồi nên lò thiêu cũng mở lại, nên anh em cũng tập trung về đây. Thì đây mình sẽ lên đài luôn nha mọi người. Sẽ có các anh đưa áo quan của cô chú. Mở cửa luôn đi anh. Rồi cô xuống nha. Xuống từ từ nha cô. Rồi cô đứng cô chào một tí nha. Chút xíu nữa có một anh đưa cái áo quan của chú vô đài. Giờ mấy anh đang bận hết. Dạ. Thì thôi qua đây, con thay mặt hội thiện nguyện BDS cũng như sư phụ Sang cùng chia buồn với gia đình. Mong cô cố gắng vượt qua những cái khó khăn trước mắt.
rồi lo lại cho sức khỏe mình, tại vì cô cũng đã đang mang căn bệnh trong người, nếu cô mà gầu lo quá nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe mình nữa. Dù sao rồi giờ chú đi rồi thì cũng coi như là giải thoát cho chú qua những cái đau cái đớn của mình ở thân xác. Rồi chú cũng chắc cô mất đi thì chú cũng không muốn là cô phải gầu lo buồn buồn cho chú nhiều đâu, tại vì chú cũng muốn cô sống tốt để vui vẻ đi buôn bán lại để lo cho bản thân mình, tại vì giờ thì chỉ còn có ơn cô à, nên cô phải cố gắng chăm sóc bản thân mình, không còn chú ở, không còn chú những bữa ăn hay là những cái mà đi làm về hay là chở cô đi bán nữa. Đâu cũng hai vợ chồng hết trơn, giờ còn mình cô. Dạ, con biết. Nên hả cô phải cố gắng giữ bình tĩnh. Ha. Giờ hả có cái anh bên Bò Thiêu sẽ đưa cái áo quan của chú xuống. Nay giờ anh nhân viên bên Lò Thiêu sẽ đưa linh cữu của chú xuống nghe cả nhà. Bà cô đi cùng con vô đài ha. Dạ, cấp này sư phụ đi nhiều quá nên hả cũng bận nhiều công việc anh. Dạ. Dạ đưa cô chú vô, đưa chú vô đài trước đi rồi con sẽ dẫn cô xuống làm thủ tục thiêu cho chú. À vậy đó anh. Giấy xét nghiệm luôn. Rồi em chạy xuống dưới em đóng tiền cái rồi cầm giấy dưới lên cho anh thấy. Dạ dạ rồi. Anh vậy anh chờ em tí nha. Đúng rồi, anh để rồi. Dạ dạ. Rồi thương cả nhà thì giờ anh nhân viên cũng đã hướng dẫn cho mình là cứ để chú ở làm đây. Rồi dẫn cô xuống dưới làm thủ tục để có giấy tờ hợp lệ để thiêu cho chú nha cả nhà. Chờ cô đi với con xuống dưới xuống dưới quầy để làm thủ tục thiêu cho cô chú nha. Cô đi bậc thang được không? Thang này được, để cô đi từ từ. Dạ. Nắm tay con nè. Cô té hết lần giờ cũng đơ sinh sống được. Dạ. Cô đi buôn bán vậy rồi sáng đi chiều về hay là sao? Sáng ổng chở cô ra chợ Sài Hộp đó. Dạ. Vòng vòng bán nó xong rồi bắt đầu chưa về bán trước quốc lộ đó. Dạ. Không có đi đâu cô, chân cô bị đau khớp rồi đâu có đi đâu xa. Dạ. Thôi giờ chú cũng đã đi rồi. Tự nhiên giờ còn mình à. Chú đã đi rồi, thôi cô cố gắng giữ gìn sức khỏe ha. Giờ cô có dự tính cho sau này cô không? Thì cô đi bán cái số chứ làm gì vậy, cô phải đi dành tiền để lo cái bệnh cô nữa nè. Gì đó hả? Bệnh cô bữa hả? Bác cô đưa giấy coi ác tính này, kêu cô phẫu thuật mà cô không có phẫu thuật. Mà mình không có tiền hay là tiền sao cô? Tiền chi phí cao lắm, vô rồi tạm ứng 10 triệu, tiền đâu cô tạm ứng. Tạm ứng 10 triệu đó là triệu chỉ mới đầu thôi hay là sao? Mới đầu thôi. À, mình có cái đó là mình có nghe bác sĩ nói là điều trị hết hay là như thế nào không? Bao lâu hết? Chỉ định là cắt bỏ đó coi. Cắt bỏ hả cô? Định cắt bỏ là nó không có bị di căn. Dạ. Thì bữa giờ cả 10 ngày nay cô bị ngay cái ngực dạ. Dạ. Cô cũng bị chảy máu hả cô? Chảy máu. Mấy lần rồi cô? Từ bữa giờ nửa tháng nay rồi, chảy máu nửa tháng nay. Dạ dạ dạ. Thôi mình làm phẫu thuật thiêu cô. Dạ anh ơi cho em làm phẫu thuật thiêu cô. Giờ mình sẽ đứng đây đợi nha con. Để lấy cái ghế cho cô ngồi. Nào cô ngồi đây đi. Cô ngồi xuống đây đi. Cô ngồi xuống đây đi. Rồi chờ chút xíu nha cả nhà. Rồi kính thưa quý vị khán giả thì giờ mấy anh team cũng đã làm xong thủ tục thiêu cho chú.
Phước. Thì đây giờ hai cô cháu sẽ đi lên trên đài và nhờ mấy anh trên đài hạ linh cữu của chú xuống nha cả nhà. Thì nãy giờ cũng cô đi tới lui cũng rất mệt, thì cô cố gắng. Thì cho con hỏi cô giờ thiêu chú rồi thì giờ cô ở đâu như thế nào? Giờ cô ra hồi Sài Gòn á, tá túc ở ngoài lầm rậm ngoài chứ cô biết đi đâu giờ. Đợi lấy hũ cốt rồi cô bưng về quê, một và hai là nhỏ cháu nó nói là đóng vô thùng gửi về ngoại cho nó trôn mà ổng. Gửi về ngoài đất du không cô? Đất du gì á. Nó nói điện nó nói gì đó. Đóng vô thùng gửi xe cho cô cũng đi có được đâu. Dạ. Gửi xe rồi ra ngoại rồi nó điện nó nhận thì nó trôn gần má đó. Dạ. Má đó là chị ổng. Dạ. Thì đây con nói cô á, ngày mai là ngày 26 tháng 10. À. Bữa nay là ngày 25. Là ngày 26 tháng 10 mình sẽ lấy cốt. Và 8 giờ sáng ha. 8 giờ sáng mai mình sẽ lấy. Rồi anh lấy vô anh dán giùm em ha. Rồi. Dạ thôi thì nãy con cũng cố gắng lục cho chú. Mai mốt có hình thì dạ đúng rồi, có tên có tuổi của chú đàng hoàng. Dạ bây giờ cô vô nhìn linh cữu của chú lần cuối ha, rồi cho mấy anh đưa xuống. Có mấy anh đốt cho chú cây nhang rồi. Dạ đó thì kính thưa quý diễn giả thì ai cũng vậy, vợ chồng mà giờ sống với nhau cũng đã mấy chục năm rồi. Dạ giờ sống với nhau mấy chục năm rồi, giờ chồng mình nó đi rồi thì còn lại một mình để lôi ở nhà, không có gì thương tiếc hơn trong lúc này. Thì cô hãy cố gắng cầu mong những gì tốt đẹp nhất, những gì mà cho chú mau siêu thoát để làm lại cái kiếp sau ha. Rồi, cảm ơn. Dạ chồng thì ông đi, chồng sao cũng làm sao mình cũng mộ rồi, mình chỉ là không biết mà. Sao mình đi xuống dưới được rồi chồng? Không cô, trên này mình đứng mình nhìn xuống thôi. Rồi mình nhìn chú lần cuối rồi mình đi nha cô. Rồi cứ đi thiệt chứ rồi. Nói giỡn, giỡn, thấy ông thầy thì bỏ tôi đi trời ơi. Đi trước cái tôi đi xa quá, tôi bệnh lắm rồi mà. Cố gắng đi cô. Mình cứ suy nghĩ tốt về ở phía trước thì còn nhiều điều phía trước lắm. Biết đâu mai vậy chào thầy thì đó đến giờ bỏ đi thiệt rồi. Đi tới đi lui đi đâu cũng ai vợ chồng hết trơn à, đi đâu cũng chở thôi. Mới 2 tháng rồi đâu mà đi lẹ quá chừng luôn à. Lại ơi đâu lại. Nghe lời tôi đi kêu uống thuốc đi, ông đâu có gì hết á, sao giờ bỏ tôi đi vậy đó, ai chở tôi đi uống thuốc rồi cho tôi uống đi ông ngoài. Thank you.
Thôi giờ ông bóng ông cũng đã đi rồi, đã phức rồi, thôi giờ cô giáo mình lên trước ha. Dạ. Sáng giờ cô đuối, cô đi hết nổi luôn. Cô có ăn gì chưa? Ta cho hộp cơm cô để đây nè. Rồi cô có ăn được miếng nào chưa? Rồi, dạ, 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 nó không có nổi đâu. Rồi giờ cô di chuyển ở Sài Gòn mà ở chỗ nào cô? Ở quận 7 á, dạ, về ở nhà ta, mình có tang, mình mới vô nhà ta để không, lát phải cởi ra. Thì cái này mình đồ tang nữa, mình hồi chút xíu mình cởi ra, mình để trong ấy đi. Dạ. Rồi chừng nào cúng ông xong xuôi á, ừ, thì mình coi họ kêu mướn thầy hay gì đó. Rồi cô di chuyển về bên quận 7 bằng cách nào? Cô đi xe. Cô đi xe, xe ông đâu ôm hả? Xe ông ôm 20 ngàn. Sao 20 ngàn, sao qua tới bển được? Ở Sài Gòn á, đi qua bển 20 ngàn. Gần chứ ở đây xa. Thôi đây cô Sài Gòn là ở chút nào? Giờ mình đang ở đây mà. À vậy hả, quên. Vậy cô đang ở đây với con mà. Ở đây qua bên tới quận 7 là xa lắm á. Cởi đồ tang ra đi. Dạ. Thôi giờ chú cũng đã đi rồi nha mọi người nha. Rồi giờ trong người cô nãy ông anh con nói là còn trăm mấy chục ngàn đâu? Hai trăm mấy đây nè. Ủa trăm mấy đây nè. Đâu cho con mượn lại tiền đó đi. Cho con nha. À. Cho con tiền này là tiền đó bà đi về. À, con kêu cho con phải cho cái nhà này còn 190 là phải không? Đây mọi người. 20. Bệnh viện cho. 50. 120 170 nhớ kìa, 190 ngàn. Trong người cô 190 ngàn. Giờ 190 ngàn này cô tính làm gì với số tiền này? Đi xe ngoại chứ. Đi xe ngoại coi ai có cho nó không, cô lấy kỹ tiền này là đi vô lấy tiền lấy cốt của ổng. Tiền cốt, tất cả các chi phí là tụi con đã lo hết cho cô rồi. Vậy hả? Mai cô chỉ cầm cái phiếu này thôi. Mai cô chỉ cầm cái phiếu hẹn này lên trên này, nói tên nói tuổi cô chú là chỉ nhận cốt thôi, không còn đóng một cái khoản chi phí nào nữa hết. Dạ. Còn số tiền này là con sẽ xin lại được không? Con sẽ xin lại nhưng mà con sẽ đưa cô một cái khoản tiền khác. Trời ơi, mày làm cô hết hồn mà, cảm ơn dữ lắm nha. Sao hết hồn? Tại cô còn trăm mấy, cô xin cô, cô không biết ngày mai lấy tiền đâu đi xe lên. Thôi cố gắng nha cô, ta nói là một nụ cười còn 10 tháng thuốc bổ, bây giờ chú nó đi rồi, con cũng không biết nói gì hơn. Thì cũng chọc cho cô vui để qua đi cái cơn buồn. Sáng giờ không biết không, cô gối luôn à, cô không biết gì hết. Dạ, thì giờ cô như là chú cũng đã yên về gia thất. À, được có chỗ thiêu rồi ha, có hũ cốt. Bây giờ muốn đưa chú đưa cốt cứu gì quê á, thì có ông này gặp cái cô đó cũng điện cô ấy, trời ơi cảm ơn cô quá chừng. Dạ. Gặp tụi con cô mừng quá chừng luôn. Dạ, thì là chết đi sống lại vậy đó. Thôi cô có gì đâu, thì tụi con cũng giúp trong khả năng của tụi con thôi chứ không có gì hết. Thì giờ hả, chú đi rồi thì còn có cô Hữu Hỷ nha, con mình thôi. Thì cô cố gắng giữ gìn sức khỏe, thì con sẽ hỗ trợ bên hội thiện nguyện BTS sẽ hỗ trợ cho cô 2 triệu đồng. Dạ thôi được rồi, con biết rồi. Dạ, 2 triệu đồng này á không phải là tiền của tụi con đưa ra, đây là của Mạnh Thường Quân, tất cả Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã gửi số tiền này cho hội. Còn khỏe không nói gì. Dạ, cho hội thiện nguyện BTS. Để đây là hội thiện nguyện BTS chỉ là nhịp cầu nối, nhịp cầu nối để gửi số tiền này cho đến những hoàn cảnh khó khăn như là cô. Dạ, thì con cũng không biết nói gì hơn, thì cũng cầu mong là cô cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cái đơn này hồi con sẽ giữ lại ha. Còn cái giấy báo tử thì cô sẽ cầm. Đây chút xíu nữa con sẽ. Dạ, chút xíu nữa thì con sẽ đưa lại đầy đủ giấy tờ cho cô. Thì nói chơi với cô thôi, 190 ngàn này con sẽ đưa lại cho cô. Ha. Lấy đi. Lấy hả? Lấy rồi lấy uống cà phê. Lấy uống cà phê hả?
lấy uống cà phê nhiêu đây không đủ. Cả như tình nghĩa mà. Thôi, nhiêu cà phê đây không có đủ. Thôi, tụi con nói chung á là không đủ, đủ gì nói chơi cô thôi. À, của con à. Dạ, cái này cô cứ cầm. Cô cứ giữ lại 190 ngàn này đi xe về. Rồi mai có tiền đi lên xe. Đi lấy cốt. Dạ lấy cốt. Rồi hả, tiền đi về nữa cũng hai ba quận về quê, nhưng mà để cô gắn chào nó coi đóng thùng gỡ về ngoài cũng tốn tiền nữa. Dạ. Đâu ở đây dạ. Sao mới đóng dạ. Chồng của mình mà nó chỉ cháo rồi đóng thùng gỡ về nữa thì thôi giờ có cô thôi thì cứ chùa, để con chùa không có ai cho gỡ chân á. Dạ thì con cũng không có riêng con á thì dạ. Giờ thôi cũng có cô ở dưới cũng có nhà trọ như gì đó. Thì thôi để cho ông cho chú á ở với cô đi, cũng có người thắp nhang thắp hương cũng hữu hỷ rồi về có buồn vui gì á thì tâm sự với chú thì cũng đỡ. Dạ rồi ok con. Thì cái cô nhớ số điện thoại cô không? Điện thoại nhớ số đuôi, nhớ số đầu. Số điện thoại cô hả? Là con nãy con có ghi mà. Con có ghi. Dạ con đưa. Cô điện con đó. Là số điện thoại đó là số điện thoại của cô luôn hay sao? À, đúng rồi. Thì giờ á con sẽ đưa cho số điện thoại cho cô, tại vì cô không nhớ. Cái số con cô có nè. Nãy số không. Hai đuôi đó. Số của cô là 0564633853 phải không ạ? 853. Còn một sim 45 nữa. Cô không có dành, ổng mua ổng để cho cô à, đây, là cô xài số nào? Cô xài số này là con điện qua nó phải không? Để con điện cho cô. Là cô xài số nào? Thường là ổng hay lấy cho cô cái số dạ. 45 đó, bởi vì ổng chỉ cô, hiện cũng chỉ cô không có dành. Thì thôi giờ chú đi rồi thì giờ mình tự lực cánh sinh chứ sao giờ. Trong này ổng để cái hai sim nè đó. Rồi hai sim. À. Rồi con sẽ cô số sẽ đọc con nè mấy không? Dạ đúng rồi. Mắc mờ nữa. Dạ. Thì cô thì con thấy hoàn cảnh của cô vậy đó, con cũng thương thì cũng chắc có nhiều quý khán giả cũng quý mến cô, đồng cảm với gia đình cô. Tại vì cô cũng đang mắc bệnh ung thư. Thì nói chung là dạ nói nào? Chung là cái căn bệnh này cũng hiểm nghèo. Đi ngày nào đó con. Dạ. Thì giờ cô có đồng ý. Nếu mà không phẫu thuật là di căn là chết đó. Dạ. Giờ cô có đồng ý để cái số điện thoại của cô lên clip của con đang quay hay không? Ừ. Cô có đồng ý không? Đồng ý. Cô đồng ý phải không? Ừ. Cô đồng ý thì cô có gì cô ủng hộ cho cô. Dạ, thì cô sẽ đọc cái số điện thoại này. Đọc lớn lên cô tên gì? À. Dạ. Giờ con giờ cô đọc số điện thoại đi. 05 64 phải không? Dạ. 603 853. Dạ, cô tên gì? Cô tên là Nguyễn Thị Hiền. Cô Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Thị Hiền. Thì thưa quý vị khán giả, do cô không nhớ số điện thoại của mình và mắt cô cũng nói chung cũng hơi yếu. Tiểu đường á. Dạ, thì do giờ mang tim sẽ đọc lại cho quý vị khán giả cũng biết cái đường. Số điện thoại của cô Hiền ha. À, số điện thoại của cô Hiền là 0564 603 853. À, cô Nguyễn Thị Hiền không ạ? À, cô Nguyễn Thị Hiền. Thì kính thưa quý vị khán giả, nếu mà quý vị khán giả có đồng cảm và thương yêu gia đình của cô, hãy cùng chia sẻ một chút yêu thương hay là gọi điện cho cô hỏi thăm sức khỏe của cô, bệnh tình của cô như thế nào, hay là có một cái bài thuốc nào hay trị về bệnh ung thư ngực của cô á, thì hãy chia sẻ với cô để cô điều trị và sống với nha mọi người. Rồi để chị hết bệnh. Thì qua đây hơi một lần nữa tụi con sẽ gửi. Nãy giờ con nói gửi mà con không có gửi. Con sẽ gửi 2 triệu đồng cho gia đình mình. Để đây là số tiền nói chung là nó không có lớn lao gì hết. Dạ. Nó không có lớn lao gì hết, nó cũng giúp cô qua cái lúc khó khăn này. Tụi con chỉ giúp được cái khó trước mắt thôi chứ không thể là giúp lâu dài được. Nên sau này cũng mong cô là giữ gìn sức khỏe. Đây thì con sẽ trao cô 2 triệu đồng. Dạ cảm ơn. Dạ thì cảm 2 ơn triệu con, cảm ơn mọi người. 2 triệu đồng này nói chung thì cô về mua thuốc mê men gì đó uống rồi hả, còn nhiều thì mua đồ
ông chở cô đi, ông hốt cho cô được 10 thang, chưa kịp uống thì đưa ông đi lên đây, tới giờ 10 thang thuốc còn bỏ với nhà trọ. Thì tiền thuốc tiền này thì cô giữ rồi đó, lo thân mình trên này, rồi có thiếu thuốc hay là có muốn ăn gì đó thì mua ăn để bồi dưỡng sức khỏe cho mình. Trong mấy ngày qua thì cũng đã đuối rồi, đuối người, lo cho chú cũng đã đuối người rồi, xuống sức rồi. Rồi nên cố gắng ha cô. Rồi cô cảm ơn. Dạ dạ. Tất cả mọi người cảm ơn con. Dạ dạ. Thì thôi kính thưa quý vị giả, thì giờ cũng đã xong lo phụ tục cho chú xong rồi, thì giờ mình team sẽ quay về hội và tiếp tục công việc, chờ đợi nha mọi người. Rồi bye bye, hẹn mọi người lên xe mình tâm sự tiếp nha. Rồi xin chào quý diễn giả, thì giờ mang tiên và chú anh Sơn cũng đã hỗ trợ cho chú Phước và cô Hiền xong xuôi. Thì mọi người cũng đã thấy hoàn cảnh của cô Hiền rất là khó khăn, hai vợ chồng đi bán vé số, thì giờ chú không ai đã qua đời, thì bây giờ chỉ còn cô thôi. Thì cô thì trong người của cô cũng mang căn bệnh rất là nhiều, ung thư tuyến giáp, nếu không mổ thì sẽ có thể di căn ra và có thể mất lúc nào không hay. Thì mang tim cũng không biết có cách nào giúp hơn, thì chỉ có đưa cái số điện thoại của cô Hiền lên clip để các mạnh thường quân có những cái bài thuốc hay là chia sẻ với cô Hiền một chút yêu thương gì đó, thì cô hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của cô Hiền nha cả nhà. Thì bên hội thiện nguyện VDS sẽ không kêu gọi với bất cứ hình thức nào ha, mọi người nhớ không kêu gọi bên hội thiện nguyện VDS, không kêu gọi. Nếu mọi người có muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh thì của cô Hiền thì cứ liên hệ trực tiếp với cô Hiền tìm hiểu và giúp đỡ thẳng cho cô, tại vì bên hội sẽ không nhận tiền để đi trao cho cô, tại vì bên hội rất là nhiều công việc, thì mọi người cũng đã thấy rồi. Thì mang tiền cũng không biết nói gì hơn là một lần nữa thay mặt hội thiện nguyện VDS xin chia buồn với cô, và mong cô có coi được clip này thì hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo cho cuộc sống sau này của mình. Thì anh Sơn có tâm sự gì với mọi người với hoàn cảnh này không anh? Hả? Dạ. Có tâm sự gì không, hay là chúc quý diễn giả như thế nào không? Chúc quý diễn giả một buổi chiều an lành và vui vẻ. Nó lớn lên chứ. Rồi, một lần nữa mang tim anh Sơn xin kính chúc quý vị khán giả, các mạnh thường quân trong và ngoài nước có một buổi chiều an lành, an lạc, vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình, và cố gắng giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch. Tuy dịch nó cũng đã ổn rồi, nhưng mà mình phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, giữ đúng nguyên tắc 5K và bảo vệ cho mình trước nghe cả nhà. Đi làm, ra đường thì nhớ đeo khẩu trang, về nhà thì nhớ xịt khuẩn, kỹ thì tốt cho bản thân mình thôi. Rồi, nếu mọi người có yêu thương quý anh em thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho các anh em, để có anh em để có tinh thần và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nghe cả nhà. Rồi một lần nữa xin tạm biệt và hẹn mọi người lại những cái video